Thưa quý vị, năm 2024, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 10,5%. Đây là mục tiêu chúng ta có thể tin tưởng hoàn thành được khi nhiều điều kiện tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội được xác định rõ ràng. Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 là đòn bẩy tiền đề quan trọng để ngành du lịch nói riêng và những mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh tăng tốc. Những cảm xúc từ mạch nguồn lịch sử cùng giá trị văn hóa tinh hoa của cộng đồng 19 dân tộc trên địa bàn đang mang đến cho người dân và du khách quốc tế những trải nghiệm vượt thời gian, đồng thời là động lực để tỉnh hoàn thành mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỷ đồng, tạo đột phá phát triển trong những năm tiếp theo. Các cái sự kiện sẽ được tiếp nối nhau và sẽ được chuẩn bị một cách hết sức là chu đáo, tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái năm du lịch quốc gia đầy màu sắc và có những cái hấp dẫn đặc biệt riêng có của Điện Biên và Tây Bắc. Chúng ta đăng cai một cái năm du lịch, nó chính là một cái đòn bẩy, là một cái cú hích rất mạnh để cho cái hoạt động của du lịch của Điện Biên nó sẽ đi vào một cái quy mô hơn, nề nếp hơn, bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn và sẽ đóng góp tích cực vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với đó, cho đến nay, tỉnh Điện Biên là tỉnh duy nhất trong các tỉnh Tây Bắc có sân bay kết nối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Từ sau khi được đầu tư mở rộng, cảng hàng không Điện Biên đảm bảo tiếp nhận máy bay cỡ lớn A321 và tương đương hoạt động nên lượng hành khách tăng cao. Nếu tính chung các hãng hàng không, cuối năm 2023, trung bình mỗi ngày chỉ có gần 500 khách đi và đến Điện Biên, thì hiện nay lượng hành khách đã tăng gấp đôi, trung bình đạt hơn 1.000 khách trên một ngày. Không thể phủ nhận sức hút từ sự kiện năm du lịch quốc gia, tuy nhiên cũng có thể thấy, vận tải hàng không đang mở ra những cơ hội mới, góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, là cầu nối hiệu quả đưa du khách, các nhà đầu tư tìm hiểu, khám phá vùng đất Điện Biên lịch sử. Điều này rất là thuận tiện cho việc đi lại của những người có nhu cầu giống như tôi, vì càng thêm nhiều tần suất chuyến bay thì vấn đề vận chuyển đi lại nó càng dễ dàng cho người dân. Sự phát triển của tỉnh thời gian tới cũng được tiếp thêm động lực khi quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố với những mục tiêu phương án cụ thể bao trùm, rộng khắp. Trong đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 đạt 10,5% trên năm. Về phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, tỉnh xác định phát triển theo mô hình cấu trúc không gian 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế, 4 cực tăng trưởng. Đây là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội. Quy hoạch tỉnh Điện Biên thì cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thế do đó là trên cơ sở đấy là tỉnh là có cái cơ sở để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện và thống nhất về cái phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập đối ngoại trên địa bàn. Đấy, và đây cũng là những cái căn cứ để mà hoạch định cái chính sách để xây dựng cái kế hoạch đầu tư và kiến tạo cái động lực phát triển về sản xuất kinh doanh này và mở ra cái cánh cửa lớn về thu hút đầu tư cũng như là nâng cao cái vị thế của địa phương. Năm du lịch quốc gia 2024 gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó là quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố. Những cơ hội mới đang được mở ra, tạo động lực cho khát vọng phát triển bay cao, bay xa hơn của Điện Biên trong thời gian tới.